Nhận định Brighton với Everton, 2 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4, vòng 31 giải Ngoại hạng Anh. Ban đầu Everton được đánh giá là ứng viên tiềm tàng cho một suất dự cúp châu Âu mùa tới, nhưng càng thi đấu họ càng hụt hơi. Sự phụ thuộc thái quá vào James Rodriguez, Richarlison khiến đội bóng này dễ bị bắt bài, dẫn tới những kết quả kém cỏi. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trận đấu muộn nhất của vòng 31 giải Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đọ sức giữa Brighton và Everton. Hiện tại Brighton chỉ đứng thứ 16 của bảng xếp hạng. Tuy nhiên với 32 điểm có được sau 30 vòng đấu, Brighton đang có nhiều hơn nhóm các đội cầm đèn đỏ 6 điểm và còn thi đấu ít hơn 2 trận. Ở 5 trận đấu gần nhất Brighton có được 2 trận thắng, để thua 3 trận. Thành tích sân nhà của Brighton cũng chỉ tốt hơn đôi chút với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua sau 5 trận gần nhất tại đây. Trong khi đó Everton tạm thời đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, với 47 điểm có được sau 29 vòng đấu. Everton đang còn kém các đội top 5 là 5 điểm nhưng đang thi đấu ít hơn 2 trận. Tuy nhiên phong độ gần đây của Everton đang sa sút đáng kể khi ở 5 trận gần nhất đội bóng chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua 3 trận, bao gồm cả trận thua tại FA Cup trước Man City. Trên sân khách sau 3 trận thắng và 1 trận hòa, mới đây Everton đã phải nhận thất bại trước Chelsea. Cộng soi tỷ lệ kèo châu Á. Mặc dù đứng dưới đối thủ ở bảng xếp hạng nhưng với lợi thế sân nhà nên Brighton vẫn được đánh giá là đội cửa trên với kèo chấp đang là 0,25. Một phần lý do là bởi phong độ khá tệ của Everton trong thời gian gần đây. Ngoài ra trong 6 lần đối đầu gần nhất trước đó phần thắng đều thuộc về đội chủ nhà. Tuy nhiên trước trận để thua Chelsea, thành tích sân khách của Everton là khá tốt nên có lẽ chọn cửa dưới ở trận đấu này vẫn có phần hợp lý hơn. Cộng soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Kèo tài xỉu hiện chỉ ở mức khá thấp là 2,25. Trong khi Everton đang có phong độ sa sút thì hàng công của Brighton cũng chơi không quá tốt. Bởi thế nhiều khả năng đây sẽ chỉ là trận đấu có ít bàn thắng được ghi.